kiện. Mời cả lớp dừng tay cùng quan sát lên phương chiếu. Trong quá trình tạo tài khoản người dùng, cửa sổ máy bạn Trâm đã xuất hiện một thông báo lỗi. Khi gặp thông báo lỗi này, đây chính là lý do của nó là bạn Trâm đã sử dụng mật khẩu không đúng với các điều kiện ràng buộc. Có thể em đã lựa chọn mật khẩu nhỏ hơn 7 ký tự hoặc mật khẩu đó chưa thỏa mãn các điều kiện ràng buộc. Em hãy chọn OK, sau đó chọn Back và nhập lại mật khẩu. Để chính xác, em có thể sử dụng mật khẩu mà bạn Thảo hoặc bạn Trung đã lấy ví dụ ở phần trước. Mời cả lớp cùng tiếp tục. Em có thể sử dụng mà bạn Thảo đã lấy ví dụ ở phần trước. Như vậy, qua quan sát thì nhận thấy tất cả chúng ta đều đã tạo một tài khoản người dùng miền. Vậy, cách kiểm tra tài khoản người dùng miền như thế nào? Chúng ta cùng chuyển vào sang phần tiếp theo 2, kiểm tra. Với nội dung kiểm tra, chúng ta có 3 cách kiểm tra. Trên máy 01, chúng ta sẽ thực hiện kiểm tra theo cách thứ nhất, sử dụng đăng nhập quyền sử dụng user lớp bạn nên. User lớp bạn nên chúng ta đã tìm hiểu lần trước chính là tên người dùng an toàn tên miền. Ở đây thầy sẽ nhập tên đầy đủ người dùng của thầy là Trần Phương Phương an toàn vk.edu. Mật khẩu sau đó. Như vậy, tài khoản người dùng của thầy đã đăng nhập được vào máy trạm thứ nhất. Quá trình khởi tạo màn hình desktop. Tiếp theo, trên cửa sổ máy đăng nhập của máy số 2, thầy sẽ thực hiện kiểm tra đăng nhập theo cách thứ hai, đăng nhập miền sử dụng NetBIOS Domain Name. Như chúng ta đã tìm hiểu trong bài Active Directory, đối với cái ứng dụng miền chúng ta là vk.edu, trong bài học trước chúng ta thể nét bài bút đêm là vk. Do vậy các thông tin cần nhập như sau: vk gạch sơn tên người dùng của thầy là Trần Phúc Phương. Các lưu ý ở đây chúng ta sẽ không sử dụng a.vk.edu nữa. Nhập lại mật khẩu. Như vậy, tài khoản của thầy cũng đã đăng nhập được vào máy trạm thứ hai. Và cách đăng nhập thứ ba, tương tự như cách đăng nhập thứ hai, chúng ta chỉ được thay NetBIOS domain name bằng domain name chính là vk được thay thế bằng vk.edu. Các bạn rõ chưa? Vậy bây giờ thầy Bạch Trâm mở màn hình máy tính thực hiện kiểm tra đăng nhập theo cách thứ nhất, mời cả lớp quan sát Bạch Trâm thực hiện. Như vậy, tài khoản của bạn Trâm đã đăng nhập được vào máy trạm. Quá trình phải làm desktop của bạn Trâm hơi lâu. Cảm ơn em, mình tắt màn hình. Tiếp theo, thầy Bạch Trung mở màn hình máy tính thực hiện kiểm tra đăng nhập theo cách thứ hai. Nếu lưu ý chúng ta kiểm tra đăng nhập theo cách thứ hai, sử dụng NetBIOS domain name.
Trung cũng đã đăng nhập được vào cái trạm. Quá trình chuẩn bị desktop tương đối được đâu. Cảm ơn, mình tắt màn hình. Tiếp theo, mời Thảo mở màn hình máy tính, thực hiện kiểm tra đăng nhập theo cách thứ ba, mở cả lớp quan sát. Với cách thứ ba, chúng ta chỉ việc thay VK bằng VK.edu. Vậy là tài khoản của Thảo cũng đang đăng nhập được vào hệ thống. Cảm ơn em, mời tắt màn hình. Tiếp theo, mời Mạnh mở màn hình máy tính, thực hiện lại kiểm tra đăng nhập theo cách thứ nhất. Để thực hiện, thầy đã chuẩn bị cho các em một bảng các lỗi thường gặp được in trên giấy A1 như sau. Trên đây chính là bảng một số lỗi thường gặp khi tạo tài khoản người dùng liền. Lỗi thứ nhất, không cho đặt tên tài khoản khi gặp này cửa sổ thông báo như sau. Nguyên nhân đó là do tài khoản chúng ta đã trùng với tên tài khoản đã có. Cách khắc phục, các em hãy lựa chọn lại một tài khoản khác. Thứ hai, cửa sổ thông báo lỗi trên, chúng ta dễ dàng nhận thấy cửa sổ thông báo này chính là lỗi bạn Trâm đã gặp phải. Và nguyên nhân đó là chúng ta đặt mật khẩu mà không thỏa mãn các điều kiện ràng buộc. Cách khắc phục, chúng ta lựa chọn lại mật khẩu thỏa mãn điều kiện ràng buộc như chúng ta đã tìm hiểu ở phần trước. Và cuối cùng, lỗi thứ ba đó là không đăng nhập được vào miền, giống như vừa rồi bạn Mạnh đã không thực hiện được. Nguyên nhân chúng ta nhập sai tên tài khoản hoặc là mật khẩu. Cách khắc phục, chúng ta hãy nhập lại tên tài khoản hoặc mật khẩu theo đúng như chúng ta đã tạo. Các em đã rõ cả chưa? Rồi ạ. Có em nào có thắc mắc gì không? Nếu không có gì thắc mắc,
Mời các em bắt đầu sưu tập trang số 14, chúng ta chuyển sang phần tiếp theo. 3. Thực hành. Nội dung trang số 14 chính là phiếu thực hành của chúng ta. Nội dung phiếu thực hành như sau. Trên hệ thống mạng đã xây dựng trong bài học trước, các em sẽ tạo tài khoản người dùng miền theo các yêu cầu sau. Chúng ta sẽ lần lượt tạo 4 tài khoản người dùng từ sinh viên 01 đến sinh viên 04 với mật khẩu theo các yêu cầu. Cũng tương tự như các bài thực hành trước, một em sẽ thực hiện tạo tài khoản người dùng trên hệ thống mạng thật. Các em còn lại tạo tài khoản người dùng trên hệ thống mạng ảo. Trong quá trình tạo tài khoản, các em có nhiệm vụ hoàn thiện nội dung trong một sổ tập và đánh dấu vào cấp và đánh dấu vào một đánh giá ở trong trường thực hành. Các em đã rõ chưa? Vậy bây giờ thầy Bình Trân di chuyển ra hệ thống mạng thật, tạo tài khoản người dùng sinh viên 01, mời các em còn lại thực hiện tạo tài khoản trên hệ thống mạng. Giám đốc, mời em kiểm tra đăng nhập trên máy số 1. Vậy tài khoản đã đăng nhập vào máy số 1. Tiếp theo mời em kiểm tra đăng nhập trên máy số 2. Như vậy tài khoản em đã đăng nhập được vào máy số 2. Cảm ơn em, mời em về chỗ thực hiện các tài khoản còn lại trên hệ thống mạng ảo. Tiếp theo mời Trung di chuyển ra hệ thống mạng thật, tạo tài khoản người dùng sinh viên 02. Chào anh em, mời em kiểm tra đăng nhập trên máy số 1.
Mấy em kiểm tra đăng nhập trên máy số 2. Cảm ơn em, mời em về vị trí. Tiếp theo, mời Thảo di chuyển ra hệ thống mạng năng lượng tạo tài khoản để dùng sinh viên cấp 3. Mời em kiểm tra đăng nhập trên máy số 1. Mời em kiểm tra đăng nhập trên máy số 2. Cảm ơn em. Mời em về vị trí. Đặt chuyển tiếp các tài khoản mạng năng trên máy của mình. Tiếp theo, mời Mạnh di chuyển ra hệ thống mạng năng lượng tạo tài khoản để dùng sinh viên cấp 4. Mời em kiểm tra đăng nhập trên máy số 1. Tiếp theo mời em kiểm tra đăng nhập trên máy số 2. Cảm ơn em, mời em về vị trí. Như vậy là tất cả chúng ta đều đã tạo được tài khoản người dùng miền trên hệ thống mạng thật. Bây giờ các em hãy tiếp tục hoàn thiện các nội dung trong phiếu thực hành trên hệ thống mạng nào của mình. Nếu các em làm xong trước, các em hãy thực hiện hoàn thiện nội dung trong hồ sơ tập.
Như vậy qua quan sát thầy thấy tất cả các em đều đã tạo được tài khoản người dùng miền theo đúng yêu cầu trong kế hoạch này. Một em có thể cho thầy biết việc tạo tài khoản người dùng trên hệ thống mạng ăn thật và mạng ăn ảo có gì khác nhau không? Thầy Minh Thảo. Cảm ơn em mời em ngồi. Vậy chắc mời em cho thầy biết với yêu cầu một tài khoản người dùng mà có thể đăng nhập được trên các máy tính khác nhau đã thực hiện được chưa? Cảm ơn em mời em ngồi. Như vậy trong bài học ngày hôm nay thầy cho chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu về đặc điểm cũng như cấu trúc tài khoản người dùng miền. Chúng ta đã biết cấu trúc tài khoản người dùng miền gồm có hai phần là tên người dùng và mật khẩu. Khi đặt tên người dùng, các em lưu ý chúng ta không nên chủ ký tự đặc biệt, không nên chủ với tên đã có và thực tế chúng ta cũng không nên sử dụng tiếng Việt có dấu hoặc không để chồng các ký tự. Đồng thời chúng ta cũng đã tìm hiểu về trình tự các bước thực hiện, các lỗi thường gặp và thực hành tạo tài khoản người dùng miền theo các yêu cầu. Thực tế tài khoản người dùng miền có vai trò rất quan trọng, giúp cho người quản trị hệ thống dễ dàng kiểm tra, kiểm soát, quản lý mọi hoạt động của người dùng ở trên miền. Cách quản lý tài khoản người dùng miền như thế nào? Đó chính là nội dung của bài học sau chúng ta sẽ tìm hiểu bài 4.3 quản lý tài khoản người dùng miền. Trong nội dung bài học hôm nay, có em nào có thắc mắc gì không? Nếu không có gì thắc mắc, mời các em cùng thực hiện một số câu hỏi kiểm tra nhanh như sau. Thứ nhất, tài khoản người dùng miền được quản lý ở đâu trên hệ thống mạng? A. Trên máy chủ công viên controller. B. Trên tất cả các máy tính trong miền. Thầy Minh Trân. Thầy tài khoản người dùng miền được quản lý ở trên máy chủ. Cảm ơn em, mời em ngồi xuống. Có bạn nào có ý khác không? Không ạ. Cảm ơn em, và đây cũng chính là đáp án của câu hỏi này. Tài khoản người dùng miền được quản lý trên máy chủ domain controller. Câu hỏi số 2. Khi tạo tài khoản người dùng miền, cửa sổ sau đây xuất hiện báo hiệu điều gì? Các em quan sát cửa sổ. A. Tên đăng nhập đã có. B. Tên đăng nhập chưa ký tự đặc biệt. Có bao nhiêu em đồng ý với phương án A? Nếu vậy không là ai? Vậy bao nhiêu em đồng ý với phương án B? Hoàn toàn chính xác, cảm ơn các em. Và đây cũng chính là đáp án câu hỏi này. Tên đăng nhập chứa ký tự đặc biệt. Và câu hỏi số 3, mật khẩu nào sau đây là đúng? A. 1234 ABCD. B. 123 ABC A. Thầy mời mày. Em thầy là B. 123 ABC A. Cảm ơn em, mời xuống. Có bao nhiêu bạn đồng ý với phương án này? À, và đây chính là đáp án của câu hỏi số 3. 123 ABC an toàn chính là mật khẩu đúng. Như vậy trong bài học ngày hôm nay, thầy nhận thấy lớp chúng ta học tập rất chăm chỉ và tích cực, đã đạt được các mục tiêu của bài học đề ra. Nếu không có gì thắc mắc, để củng cố lại kiến thức và chuẩn bị nội dung của bài học hôm sau, bài tập về nhà cho các em như sau. Hoàn thiện hồ sơ học tập. Thứ hai, thực hiện làm bài tập ở trang số 14 của hồ sơ tập và đọc trước tài liệu bài 4.3 quản lý tài khoản người dùng miền. Em đã xong chưa? Vậy bây giờ mời các em thu dọn vị trí làm việc, tắt máy tính. Mời các em nghỉ. Sau đây rất mong nhận được ý kiến nhận xét và góp ý của các quý thầy cô để bài giảng tôi được hoàn thiện hơn.
Chú tất cả ra để lại đây rồi. Đây là thay đổi chúng bài này ra thì rất là nhiều.
Tuy nhiên để thay đổi thì có cái lúc mà thầy cho hai nhóm này, nhóm xanh, nhóm tóm lại hai nhóm khác nhau lên xét thời gian đi kia, thì tôi nghĩ là để nó hay hơn thì thầy nên như thế này: sau khi cho hai nhóm lên nhé, thì chắc chắn là một đoạn chúng ta sẽ có trong đúng hai nhóm, và chúng ta cứ để hai nhóm lên xét. Thầy chỉ thấy là tháo ra giá tạo ra để tháo. Sau khi kết thúc rồi, nói về một chú bạn có một thao tác ngang như vậy, rồi thầy sâu thế này, chứ không phải thầy vừa sâu vừa thầy luôn. Thì như vậy thì các em có thể là cũng chưa được là thoải mái. Và cũng đọc con học sinh rồi thì đây là nội dung của mình. Thời gian thầy cho thì thành cũng tương đối là nhiều. Em làm được rồi. Cái nữa là về cái chú kiểm tra, tức là cái
bởi vì mình có xung nào thì mình thiết kế một cái bài kiểm tra nó phải có tính chất là nó xứng đáng để cho đánh giá điểm của các em. Bởi vì cái phiếu của thầy đối với bài hôm nay, đối với thi đến hôm nay thì là phù hợp. Bởi vì khi mình thiết kế một cái bài, một cái lựa chọn nó gọi là multiple choice đấy, thì phương án của nó nếu mà chúng ta chỉ đưa ra hai phương án, có nghĩa là 50-50 như thế là nó cũng không chưa thỏa đáng. Cho tôi là thầy nên thiết kế 3 hoặc 4 phương án, và mình cũng mạnh dạn đổi cái phương án dưới dạng là các câu hỏi là tức là thiết kế câu hỏi là matching, tức là ghép hợp, hoặc là dưới dạng liên kết thì nó sẽ đánh giá nhiều hơn. Bởi vì ở đây thầy chỉ cho một cái phát biểu cho đó là hai cái phương án như thế là chưa thỏa đáng trong cái việc thiết kế. Tôi biết rằng là cái đấy cũng có thể là một cái phần để chuẩn bị để có thể những cái kiểu mà tình thế và cái cuộc dư thời gian không gian, nhưng mà mình lấy cái vi vi bố thì mình cũng thiết kế làm sao để nó thêm một tí thì là để cho thì là cái phần mà thiết kế cái bản và về những hai phần chiếu thì vừa qua hôm nay chúng tôi đang cô tôi yêu luôn đang chờ mong những cái hai phần chiếu nó thể hiện cái đẳng cấp của dân IT một tí, có nghĩa là về màu sắc phải đảm bảo tính sinh hoạt và tính yếu tố kỹ thuật, có nghĩa là phối giữa màu nền màu chữ to chữ rồi là các tiêu đề nó phải khác với cái nội dung ở dưới như thế nào, tiêu đề màu gì, chữ mà chỉ bày ở dưới màu gì và những cái đặc từ khóa như thế nào, và quan trọng nữa đó là một cái bài giảng nó có sinh động, nó có linh hoạt hay không, nó quan trọng là cái tính hiểu được của cái trình chiếu. Trình chiếu tức là mình dùng cái tính hiểu được tức là mình có thể di chuyển bất cứ ở cái vị trí nào nếu muốn. Đấy. Nhưng mà tôi nghĩ là cái bài của thầy tôi là rất là tốt, bởi vì thầy có những cái ưu điểm nổi trội của một người giáo viên mà được nghe như thế, cho tôi cũng là nhiều là cảm ơn thêm những ý kiến của thầy nhiều, và tôi xin chúc mừng thầy đã đạt kết quả. Thế rồi là có một vài những cái cả đấy, một vài những cái dạng này.
và cân đối lại cái thời gian phân bổ, định lượng lại kiến thức, phân bổ lại thời gian hợp lý. Thầy đã mất nhiều thời gian vào khóa, nhưng là lần sau thì bổ. Lần sau cố chúc của thầy 6 phút để cũng là thầy để giải quyết được một vấn đề thì là thầy không đủ thời gian cho thầy cho nhanh trong vòng 1 năm. Đấy là để kịp thực hiện được kỹ lộ. Nhưng mà hôm trước tôi nói trong công tác chuẩn bị là các thầy đưa cái kết quả nhận xét kết quả luyện tập xuống cùng bộ kỹ năng. Bởi vì cái này là các thầy đã nhận xét sau khi thực hành rồi. Sau đó là xuống phần dưới này là phần cái vấn đề các thầy củng cố. Củng cố các bài và làm rõ thêm chứng này. Còn không phải là như là lúc này nhận xét kết quả luyện tập đấy. Thì tôi cho là chúng này là thêm được kỹ năng để nó kỹ hơn. Thế đấy là về cái công tác chuẩn bị. Còn về cái nội dung của cái kịch bản ngày hôm nay của thầy thì trước tiên là về phong cách như tôi nói rồi, cơ bản là trí nghiệm những chuyện thế nhưng còn một điểm chữ đó là tại sao thầy lại ngồi cái kịch bản đúng không nhé, rút kinh nghiệm nhưng mà không thể ngồi cái kịch bản, thầy có thể thôi cũng chỉ nghiêng người một chút, thầy cũng đang cái thủ đoạn rất tốt nghiêng người để thầy biết nhé, thì chúng ta cũng nên điều chỉnh để đấy là cái ý kiến của tôi. Thứ nhất là về cái phong cách thì thêm một chút như thế. Cái thứ hai nữa là trong kịch bản của bài thì có cái tình huống rất nhỏ của thầy rất hay. Thầy xây dựng một kịch bản có thể để các em nó tham gia vào cũng tạo không khí sôi động này được, đấy là cái rất hiệu quả. Thế nhưng thầy lại làm cái đây đối tượng của thầy là thầy rất là học sinh cao đẳng nhưng mà là cái tầm như thế của các em nó cũng là cái lỗi đấy vẫn đang học sinh đấy lúc sau đọc cái lỗi rất nhanh. Đúng không? Đọc có lý do tại sao đã được nhận được cái nhưng lúc trước thì ngay lúc tất cả sĩ lại là anh trả lời em không biết. Tôi có trả lời cũng không mang cái tư duy như nào, cũng không phù hợp với những cái sinh viên cho đạt được tháng 2. Đúng không? Thế thì cái này cho tôi là thầy xử lý lại cái tình huống này. Có thể em nhận biết như thế nào đó, xong thầy từ nhận biết của em thầy phát triển thêm để tất cả mọi người. Đừng nữa, em không biết của em thì không hợp lý. Đấy là cái thứ hai là về phương pháp tập nhóm như thầy nói rồi. Tức là để nâng tầm lên, nâng tầm nhận thức lên các em đó. Để các em có thể phản vọng, các em có thể hướng chân lý. Mà thầy giáo chỉ là khoai là người bình thường thôi. Thì nó sẽ thay đổi. Thế là để thức các em thì đến thứ phải đánh giá. Thôi, thế nhưng mà đấy thì như thế thì sẽ ai đúng không? Cái này chạy cái này đưa lại đây thì ai thôi. Chứ không, không phải là đây thầy là thảo luận nhóm vậy. Thì thầy em nó lên như vậy, thế là nhóm của thầy là chưa được, để nó lên như vậy thì đấy là cái tôi có ý kiến với phi cái này thì chỉ trao đổi thôi nhé, thầy trao đổi thôi xem là như nào thầy xử lý cái năm cái câu được bốn máy tính lên đặt cái ảnh rồi làm cái rất là tốt rồi, thế để rất tốt rồi nhưng mà có nên chăng là trong lúc mà các em đang cảnh cái khác cái mặt thì đi thầy các bạn thì chúng ta nói là lớp và quan sát ở máy của thầy thôi. Nhưng khi thầy đã ra một cái yêu cầu là khi một học sinh học rồi tức là chú mắc vào một cái lỗi nên là không thể đang gạch được thì thầy dừng ngay lại quá trình tôi đồng ý lúc đó mình lại bật lên để chiếu lên thầy đang quan sát thấy điều này bởi vì chạy rất nhiều là khi thầy chiếu đồng thời là đúng thế thì những cái yếu hơn có thể là không có quan theo dõi chỉnh đựng mà nó quan chắc bài là cái nhìn xem các bạn trên làm gì nó cũng lần sờ lên đúng rồi thì cái đó phải phản ứng của cái như mình sử dụng cái cách thức này thế thì có một số ý kiến xin được đóng góp chứ nhờ với thầy để hoàn thiện bài đạt hơn nhưng mà cái tôi đánh giá thầy là một giáo viên rất tiềm năng nhưng mà có những cái như là điều chỉnh hợp lý thì để lựa chọn bài đạt rồi là biên định hợp lý thì có thể rất tiềm năng thì nói chung là rất là đơn giản cuối cùng là tôi xin hỏi một số ý kiến đầu tiên xin hoàn toàn nhất trí với các ý kiến tôi là Thank you.
Vâng. Và cuối cùng, xin chúc thầy thầy. Và tôi nghĩ rằng, và chắc là tôi và thầy bộ của nó đã tạo được nghĩa rằng, với cái khả năng giúp tiền năng của thầy, thì chắc chắn là trong tương lai thầy sẽ có một sự đoạn rất là tốt với thầy của thầy. Và cho thầy, thầy sẽ thầy. Cảm ơn thầy. Thank you.
Thank you.
đây là chương trình môn thiết kế massage gồm có 4 bài, tổng số là 75 giờ. Em sẽ lựa chọn ở bài số 2, đó là bài thiết kế massage căn bản và thiên quân. Ở trong bài số 2 thì có 7 nội dung lớn. Thì em sẽ lựa chọn ở nội dung số 2, đó là định dạng với kỹ thuật CDF. Ở trong nội dung số 2 thì cũng được chia thành 7 tiểu nội dung. Em lựa chọn ở cái bộ tiểu nội dung 2.6. Thì trước khi học bài học ngày hôm nay thì các em đã được học ở cái bài số 1, đó là bài tổng quan và tổng sai. Thì sang bài số 2 thì các em cũng đã được học như là định dạng của cho cái HTML này, thực hiện kết nối trang CSS và trang HTML. Và các em cũng đã được thực hiện một số cái lệnh cơ bản của CSS. Các em cũng đã được học về phần định dạng cho cái ID của cái blog. Và các em cũng đã được học về định dạng cho cái kết của cái em. Và bài học ngày hôm nay á, là bài định dạng margin. Thì bài này được phân bố trong vòng 1 giờ. Mục tiêu của bài giảng là đầu tiên á, là trình bày được công dụng, nguyên tắc của việc thực hiện định dạng margin cho thẻ. Mục tiêu thứ hai là thực hiện định dạng đường margin cho các thẻ theo đúng trình tự và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Mục tiêu thứ ba là phát hiện, xử lý và phòng tránh được các sai lầm trong quá trình thực hiện. Và mục tiêu cuối cùng á, là tuân thủ nội quy của máy, thể hiện trên cái tinh thần trách nhiệm làm việc nhóm cũng như là cá nhân và về cẩn thận trong công việc. Đó là mục tiêu của bài giảng của em. Một số cái đồ dùng trang thiết bị em sẽ sử dụng trong dạy học như là bộ hồ sơ giảng dạy, máy tính giáo viên và ba máy tính học sinh, máy chiếu và ấn. Và ngoài các em cũng sử dụng thêm một cái bảng ngoài nữa để dùng trong chương trình và các cái bài học liên quan. Thì ở trong cái đồ dùng học tập thì em cũng giới thiệu với lại các thầy cô á, thì mình khi mà đến buổi sáng thì là em cũng chuẩn bị ba máy tính. Đã cũng mang theo thì trong máy tính thì em đã cài sẵn cái thiết bộ phần mềm Linkwork vào cái trình duyệt của Google Chrome cũng có cấp tốc. Ngoài ra thì em cũng thực hiện cái kết nối mạng nội bộ kết hợp với cái phần mềm là Toxicool để hỗ trợ giảng dạy. Trong cái bài trình giảng thì em có sử dụng một số phương pháp giảng dạy như là phương pháp thuyết trình, phát vấn, trực quan, thảo luận nhóm và tập cá nhân. Thì với